Đây là con ốc xà cừ mặt trăng, sống ở dọc những hốc đá ven biển. Chúng có cái mày rất là đẹp, giống như là cẩm thạch, nên người ta thường gọi là ốc mặt trăng hay là ốc quân cờ. Con ốc này thịt nó đặc, ăn ngọt, giòn giòn sật sật. Người ta thường hấp xả hay là nướng, hoặc nấu bún ốc. Hôm nhà mình bắt được rất nhiều con ốc này. Nhà mình thì nấu bún ốc và cho hàng xóm nữa. Hôm nay mình đi biển, mình gặp một con ốc mặt trăng ở dọc biển, ở trong những cái hốc đá đấy. Đây, nó là ốc xà cừ màu xanh. Nó có nhiều màu sắc, có khi màu xanh, màu đỏ, màu hồng, màu nâu. Nhưng mà con này là màu xanh. Người ta thường đem về để mài giũa nó đi, trở thành một cái con ốc xà cừ rất là đẹp. Người ta dùng làm đồ kỷ niệm đấy, lưu niệm. Con ốc xà cừ mặt trăng này nó bò chậm lắm. Đó, nó đang xoay người để trình diễn, khoe nó đẹp. Đây các bạn xem đi nha. Đó, các bạn xem đi. Con ốc này nó màu xanh, nó có những đường xoáy màu xanh đó. Bây giờ thì nó còn đang là con ốc vỏ còn thô, vì nó dính những rong rêu bẩn. Người ta đem về, người ta mới cọ rửa, đánh mài nó đi thành những con ốc xà cừ có những cái màu rất là đẹp, màu xanh óng ánh. Bây giờ mình tạm dừng video ở đây. Video sau mình sẽ giới thiệu một loài ốc khác vừa đẹp vừa ăn được nữa. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.